gọi là gì, sang mông á. Nhưng mà này là thạch lan, thì em thử trồng. Lên. Cái chỗ này nó bán, nó không để giá, để đèn vậy không biết. Cái này bán không nhiều. Mua đổ màu thử. Mày nứt ra nhiều mà. Quá trời nguyên dãy này là sang sang thạch lan, là sang thạch lan đó anh. Đủ loại á. Nè, nó nhìn hình khác nhau nữa nè.